to quá trời luôn mà có 80 ngàn một ký thôi. Bên này cũng vậy luôn. Ăn kìa mẹ ơi. Mấy cô mấy chị nói đúng ghê á, chợ Phan Rí Cửa hôm nay á toàn là ghẹ không à, mà rẻ nữa, còn to quá trời luôn mà có 80 ngàn một ký thôi, cho nên là em có mua 2 ký về, em lựa đâu tầm 45 con để mà nấu ăn, còn lại em đem hấp để mà cho ba. Thank you.
Sẵn á, em sang cũng gọt một ít rau củ để mà đem đi chế biến luôn. Phần ghẹ hôm nay em sẽ chia làm hai phần, một phần em đi xào miếng, còn một phần em sẽ hấp cùng với lại bí đỏ. Bí đỏ trước khi hấp em sang sẽ dùng một cây dao để mà khoét cái phần ruột ra. Bí đỏ lấy ruột xong á, em sẽ đem đi hấp. Hai món ghẹ hôm nay em nấu á, món nào cũng có nấm rơm hết. Nấm rơm mua về á, em sẽ ngâm qua nước muối rồi đem đi rửa lại. Để xào ghẹ em sẽ cắt một ít góc hành. Trong lúc đợi bí nó chín á, em sẽ đi xào ghẹ. Dầu nóng á, em sẽ cho đầu hành vào. Hành nó vàng á, em sẽ cho tiếp bí vào. Em cho vào đây một xíu nước, thêm một xíu gia vị luôn, chút xíu đường, bột ngọt, hạt nêm, phải lại thêm một xíu nước mắm nữa. Phần bí nó cũng hơi mềm mềm rồi, em cho tiếp ghẹ vào. Trong lúc đợi cho phần ghẹ của em nó chín á, em sẽ đi cắt một ít hành lá. Phần ghẹ cũng đã chín đỏ rồi á, em cho tiếp nấm rơm vào. Nấm rơm này cũng nhanh chín lắm, em sẽ xào thêm một xíu nữa thôi. Trời ơi, thơm thiệt á. Wow, cô chú anh chị nhìn cái phần gạch của nó nè, nhìn nó hấp dẫn ghê luôn.
phần ghẹ với nấm rơm của em á đã chín hết rồi. Em cho tiếp hành lá với lại một ít tiêu xanh vào nữa là được. Xào ghẹ chín xong á thì hai chiếc bí của em nó cũng chín luôn. Để em nhắc xuống nha. Em sẽ cho tiếp ghẹ lên trên này. Em xếp tiếp hai cái càng vào. Ủa, cái càng nó to ghê á. Đặt thêm cái mai lên nữa. Bên này cũng vậy luôn. Phần miếng mà để xào ghẹ á, em sẽ ngâm vào trong nước lạnh. Ghẹ trước khi đem xào á, em sẽ lăn qua một lớp bột chiên giòn rồi đem đi chiên. Ghẹ chín á, em sẽ vớt ra. Phần miếng á, em ngâm á, nó cũng đã mềm rồi. Để em vớt miếng ra. Miếng xào ghẹ hôm nay á, em sẽ xào chung với lại ớt sừng, cà rốt, hành tây. Còn hành lá với lại cần tàu em sẽ cắt khúc để mà cho món miếng của em được thơm hơn. Em pha chút cái phần sốt để mà xào ghẹ. Cho vào một xíu dầu hào, nước tương, tương ớt, thêm một xíu nước lọc, một chút xíu tiêu với lại bột ngọt. Giờ em sẽ đi xào ghẹ. Dầu nóng em cho tỏi băm vào. Tỏi nó vàng á, em sẽ cho tiếp cái phần sốt vào. Wow, thơm ghê. Em cho tiếp phần nấm, cà rốt với lại hành tây vào. Phần rau củ nó cũng hơi mềm rồi á, em sẽ cho tiếp ghẹ vào xào để mà cho ghẹ nó được thấm gia vị. Phần ghẹ em xào nó thấm gia vị á, em sẽ vớt ra để mà em xào miếng á. Em cho tiếp hành cần với lại ớt sừng vào để mà xào luôn. Trộn đều nó lên.
Em sẽ xếp ghẹ lên trên này cho nó đẹp. Đặt thêm hai cái mai lên nữa. Gia đình của em còn mời cô chú anh chị ăn ghẹ với nhà em nha. Xin mời, xin mời. Mời mẹ ăn ghẹ. Ghẹ thôi. Ghẹ, ghẹ, ghẹ. Trời ơi, tại là ghẹ mà. Mấy bữa nay đi tại là ghẹ không mà. Nghe bà nói ghẹ chỉ mà. Dạ, tại nhiều á. Cái cỡ hàng đây 20 ngày, 20 ngày dạ. Không mua. Chứ là hình như là trời thẩu là sẽ có cá nhiều với là ghẹ nhiều hơn mẹ ha. Sợ bữa đây ghẹ nó ớt, nó dĩ. Nãy con chắc có con ớt nè. Cắt ra thấy không được. Sao dầm? Sao dầm là nó dễ dễ ớt hơn. 20 nó mới chắc. Hai mấy. Ngon hơn. Ngon mà. Miếng này ngon. Tại miếng, món miếng này chị đi ăn quán ăn, ăn một lần thấy ngon. Nhưng mà người ta sẽ là xào cua. Xào cua. Xào cua Cà Mau á. Còn mình xào ghẹ. Chưa có à? Cua nước ngọt hả? Cua bữa mình mua á. Ngon. Cua mình về một đống á. Nhiều gạo ngon. Không rửa mà. Mà lâu lâu mà mới có mà. Ăn ghẹ ngọt bổ. Cho ông ba mày kìa, em ăn một tháng ông chưa ngán rồi. Tháng này tao hồi ăn ghẹ. Thấy con có mua dư á. Con hấp sẵn cho ba rồi. Quá trời luôn. Chưa hết. Con nghe đồn là ăn ghẹ mà nhậu là nhanh say lắm nha. Ghẹ mì ăn cố, thằng đau. Mì ăn chất dầu nhiều quá. Dễ say lắm. Ba mẹ ăn hay anh, vậy con ăn ít ít thôi. Con ăn nhiều con cũng dễ bị đầy bụng, bụng kiểu bụng chị yếu á. Ba bụng còn. Mẹ ăn màu quá. Ông phá màu đúng không? Ông nhậu nhậu rồi mẹ phá màu. Ghẹ treo tiêu tỏi hả mẹ? Ngon. Người ta nấu canh à, nấu canh rau tèn ô á. À, con nấu canh luôn. Nấu canh rau tèn ô á. Có một ghẹ cũng nấu nhiều món á. Nấu cháo hả? Nấu cháo. Phết bột cũng sao? À, phết bột thì chị biết. Nói chung làm gì cũng được á. Ồ, mình nhân biển mà ra. Món gì lộn mình lộn nóng cháu. Nhưng biển mà. Mình được cái gì? Được cái có nhiều hải sản. Cũng mới nấu cho. Lỡ mẹ. Lỡ nhà quê mình có đồ ăn cho lấy chồng trong biển chu cha mực cá lô bù ăn mà ngán luôn. Ăn mà thiết mà ngán luôn á. Hồi xưa nhà quê là nhà nông không có xe đi xa chứ nay có xe đi đâu mà chả mua được. Cái chuối mùa hương đây á, mà ai mà bệnh cảm á, đừng có ăn nha. Ăn vô là coi như là đi nhập viện luôn á. Ủa sao mày ăn không được hả? Trời ơi, nó làm tớ luôn. Ủa vậy hả? Làm tớ luôn á, cái chuối cuối này nó độc mà. Sáng con mua trái cây mà con mua thơm mà con quên mất là con nên bị đau bao tử. Con mua chuối. Không. Bữa nào ăn món món. Dạ. Sáng mày đi vậy, dạ. Mày mua chuối luộc, cái luộc mua ẩu. Mà có mùi á. Mà ăn chuối ấy tốt hơn, chuối dãy mình á. Tốt, chuối sứ á. Sứ xìm á. Cái sứ to quá trời mà. Người ta nói ăn chuối nó tốt hơn. Chuối cung không tốt. Chuối cao cũng không tốt rồi. Tại chuối cao nó có chua chua á mẹ. Chắc chưa, vậy chắc vậy chứ. Chắc mấy đồ thấm ăn thì nó ngọt ngọt. Bí ha, bí bí. Gia đình của em cùng chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú anh chị ở những clip sau hay hơn nha. Mà con nhớ xem like, bấm nút con gái tôi nha. Bye bye, bye, bye.